Vâng, kính chào các quý anh em nhé. Hôm nay Shop Zipman vừa mới về thêm cây Zippo về chủ đề là 12 con giáp anh em nhé. Thì mình sẽ làm video giới thiệu luôn cho anh em. Cây này thì mình cũng đã từng có dịp giới thiệu rồi, nhưng bây giờ hạng về thêm thì giới thiệu lại cho anh em nhé. Cây này thì có chủ đề là đây, 12 con giáp hình con gà anh em nhé. Và đây là năm Dậu anh em ạ. Thì hộp nó được đựng trong cái hộp bình thường như thế này thôi, hộp giấy anh em nhé. Hàng này là hàng Amor, Amor áo giáp anh em nhé, dịch là tiếng Anh có nghĩa là từ áo giáp. Thì cái cây những cái hàng Amor nó được sản xuất bắt nguồn từ cái thời là do bên Nhật Bản anh em nhé, sản xuất sang Nhật Bản thì họ yêu cầu là những cái Zippo vỏ nó phải cần nó dày hơn một chút để cho họ khắc cho nó đẹp đấy anh em. Thì công ty Zippo bắt đầu nghiên cứu và tung ra thị trường cái dòng Amor anh em nhé. Cái Amor thì nó có ký kim và chữ A đây. Thì cái dòng Amor nó xuất hiện từ khoảng năm năm 2001 lẻ hai đến bây giờ anh em nhé, nên là anh em sẽ không thấy những cái con hàng La Mã mà Amor đấy. Thì Amor chỉ bắt đầu từ đời mới đi thôi. Và chiếc Zippo này thì có chất liệu là bằng đồng, để mình xoay kỹ cho anh em xem này. Đây, nó bằng đồng anh em nhé, bằng đồng có màu vàng này. Và khắc hình con gà này là khắc chìm anh em nhé, khắc chìm bằng công nghệ ăn mòn axit nên là rất là sâu vào và không sợ bị mòn anh em nhé. Khi mà anh em mua ban đầu những cây Zippo mới thì nó sẽ sáng óng như thế này anh em ạ. Đấy. Xong rồi nếu mà anh em dùng một thời gian thì nó sẽ xín sang màu vàng như cái màu này anh em nhé, giống cái màu màu cái chuông đồng đấy anh em, cái chuông ở trong chùa ấy, thì nó có thể ngã sang màu vàng như thế. Rồi anh em có thể để màu như thế anh em dùng nhé, hoặc không thì anh em mua cái hộp Cana anh em đánh bóng lại, thì nó lại sáng bóng như thế này. Đây, cây này dòng dòng vỏ đồng bóng nên là nó có sức vân ngang như thế này là bình thường anh em nhé, sức tơ mèo, người ta gọi là sức tơ mèo ấy. Còn hình con gà thì rất là đẹp. Cạnh bên của cây Zippo này thì đây, cạnh nó như thế này, mình coi rất là từ từ và chi tiết cho anh em xem nhé. Bản lề cây này thuộc hàng Amor có 5 chấu. Những cây như thế này thì shop đã từng bán nè, và khách bảo là cầm xăng thì tầm khoảng 5 đến 7 ngày anh em nhé. Cá biệt có khách cầm đến 12 ngày. Đấy, nhưng mà muốn cầm được 12 ngày thì họ cũng dùng một số cái phương pháp, ví dụ như xếp bấc lại này là thứ nhất. Thứ hai là bọc ni lông ở cái ruột lại là cái thứ hai. Đấy, là nó ấy. Với anh ấy là một ngày anh ấy hút tầm khoảng nửa bao thuốc thôi, chứ không có nhiều. Hai cái mối hàn của cái hàng Amor thì nó sẽ không tròn như cái đời ấy anh em nhé, cái đời phổ thông, tại vì là cái hàng Amor thì vỏ nó dày hơn. Ví dụ như con phổ thông này thì cái nó hàn kín hơn đây này. Cái con này là vỏ vỏ nó là vỏ tiêu chuẩn anh em nhé, nên là nó sẽ mối hàn nó sẽ mỏng hơn cái mối hàn này. Đấy. Nguyên nhân là vì như thế anh em nhé. Một số anh em chưa biết là cứ hỏi tại sao cái mối hàn không đẹp, là do là hàng Amor nó thường như thế, vỏ nó dày hơn. Mặt sau cái này thì cũng là đồng bóng đây, em rất là đẹp. Đây mình soi kỹ cho anh em xem nhé, màu vàng óng. Cạnh bên của bản lề thì như thế này đây anh em nhé. Cây này là mới nguyên tem nguyên hộp, anh em mà mua của shop thì shop sẽ gửi cho anh em, sau đấy anh em hàng đến nơi anh em sẽ được bóc tem anh em xem kiểm tra hàng nhé, và đúng hàng xong em mới nhận. Thì cây này là vỏ có mọc đáy lồi này, mọc đáy lồi. Ngày xưa mình bán cho một cái anh nữa, không biết là anh nó chơi mấy con Zippo rồi, sau mình bán cho mình gửi đến cái vỏ là mọc đáy lồi như thế này, xong anh nó đúng là chính xác là bom hàng, bảo là mình bán hàng fake, tại vì là Zippo thì tại sao có mọc đáy lồi. Ông chỉ chơi có mọc đáy lõm thôi, xong rồi ông bảo là tại sao Zippo mọc đáy lồi, xong ông không nhận hàng, bom hàng luôn, tắt máy. Đấy. Thì mình cũng nói cho một số anh em biết nhá, anh em nào chưa chơi thì thành rõ, chứ còn anh em nào sành sỏi thì mình không dám nói nhiều. Cái này này, cái mọc đáy này thường là Zippo chính hãng thì họ dập anh em nhé, họ dập dập khuôn luôn đấy, chứ họ không phải là khắc anh em nhé, họ dập khuôn luôn. Có một số trên thị trường có mẫu là đây có chữ H này, bên đây có chữ IV này, là nó làm nó khắc laser anh em nhé, ký hiệu của năm 88 gì thì phải. Anh em cứ mua cái đụng hay cái chữ đây là H này, chữ đây là IV này, anh em loại ra nhé, bọn nó bán hàng giả nên anh em phải tính.
cách khiên và chữ A này. Đấy, hàng Amo. Theo mình thì cái hàng Amo thì nó mình cũng ít thấy hàng giả anh em nhé, ít thấy hàng giả hàng Amo lắm. Thì anh em mua Zippo chơi thì cứ cứ nên mua hàng Amo, nó đắt hơn vài trăm nghìn thôi nhưng mà nó lại bền hơn. Đây nó như thế này. Đây, tiếng kêu của cái Amo nhé. Cái Amo thì tiếng kêu nó sẽ trong hơn những cái dòng bình thường anh em ạ. Và anh em có thể nới rộng một cái lát thép lên một chút. Nới rộng một chút thôi nhé. Thì nó sẽ kêu hơn một chút. Cái dòng Amo thì tiếng nó sẽ trong hơn. Nó không vang như cái dòng phổ thông vỏ mỏng. Cây này thì vỏ nó dày. Đấy, nó như thế này, bên trong như thế này. Lát thép đấy. Và mình thử bóp thử cho anh em xem cái độ cứng của nó nhé. Ví dụ như thế này. Rất là cứng này. Mình dồn hết sức mình bóp này. Đấy, chỉ có thế thôi. Đấy, rất là dày và cứng. Nên là anh em dùng rất là bền anh em nhé. Ví dụ mình thử cho anh em xem. Như cây này là nó hai cây này nó cũng bằng đồng cũng tương tương tự nhau anh em nhé. Và mộc đáy thì có khác nhau. Cây này cũng là 521. Nhưng cây này là hàng phổ thông. Cây này là hàng Amo thì nó dày hơn anh em nhé. Đây anh em nhìn cái vỏ này. Đấy, cái vỏ nhá. Hàng Amo nó dày hơn không ạ? Đấy, nó dày hơn. Cái này thì shop cũng đã từng làm video rồi này. Nếu anh em mà thích thì anh em ấn vào cái đường link bên này thì sẽ có video nhé. Đấy, cái vỏ nó như thế thôi. Đi về cái ruột ấy. Cái ruột thì mới là cái vấn đề mà anh em dễ phân biệt hàng thật hàng giả nhất anh em nhé. Ruột Zippo thì thường là nó sẽ hơi sức tơ mèo như thế này. Sức tơ như thế này. Từ nhà máy sản xuất ra nó đã có rồi anh em nhé. Nó cứ xay xay xuống như xay gạo ấy. Rồi nó sức tơ là bình thường. Còn cái năm cái tháng thì vỏ với ruột nó sẽ trùng. Thường có một số cây nó sẽ trùng năm. Còn đa số là sẽ lệch tháng anh em nhé. Đa số là lệch cái tháng này. Nguyên nhân là vì nếu anh em nào chơi nhiều ông rõ thôi. Hai dây chuyền sản xuất, một dây chuyền sản xuất vỏ, một dây chuyền sản xuất ruột anh em nhé. Nó cứ sản xuất ngày như thế, xong rồi đến khi mà lắp ghép lại thì nó sẽ ấy thôi. Ví dụ như trên video này, đây, cái dây chuyền này là nó sản xuất vỏ anh em nhé, đây, nó cứ thế là nó làm thôi, thế là nó làm thôi. Còn đây, bên đây là một dây chuyền sản xuất ruột, đấy, nó cứ thả cứ xay như thế, cứ dập cứ xay. Thì nó rơi xuống nó có sức thì cũng bình thường anh em nhé. Ok, quay lại với cây Zippo này thì hàng chính hãng khi anh em mua thì anh em để ý cái cổ đá này. Cổ đá nó phải cao, tròn. Và cái cổ đá này gọi là cái ống đồng, nó bằng đồng anh em nhé. Cái đường bo dưới cái cổ đá này nó phải đều. Đấy, nó đều và nó là hoàn hảo luôn anh em nhé. Nó bo đều như thế. Ngoài ra cái bánh xe nó phải cắt xéo sâu hình quả chám như thế này. Cái bánh xe nó cũng cắt rất là đều anh em nhé. Đây. Sợi tim của đời mới thì có một sợi chỉ màu vàng quấn quanh. Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Bơm hết vào đây. Cái này thì shop sẽ ship siêu đi anh em nhé. Hàng đến nơi anh em kiểm tra hàng. Đúng hàng như trong video rồi anh em mới thanh toán nhé. Đấy. Ngoài ra thì anh em mua hàng của shop thì shop sẽ có bảo hành. Ví dụ như Zippo thì nó rất là bền nhưng hy hữu lắm thì nó gãy cái lưới gà này. Thì shop sẽ bảo hành miễn phí không mất tiền cho anh em nhé. Đấy. Còn nếu như nó bong cái mối hàn này thì shop cũng hàn lại miễn phí cho anh em. Trong trường hợp mà ví dụ anh em dùng lâu ấy, nó bị gãy cái bản lề này thì anh em có thể mua cái bản lề và shop sẽ hàn không mất công, không mất phí cho anh em nhé. Còn cái bản lề nó thì nó tầm khoảng 7 đến 70 cho đến 100 nghìn thôi. Nhưng nếu anh em thay ở ngoài thì hết tầm khoảng 200 rưỡi gì đấy. Ok. Cái Zippo chủ đề về 12 con giáp khá là đẹp. Anh em mà muốn xem nhiều thêm thì cứ lên Google nhé, gõ chữ Zipman này. Đấy, zipman.vn là ra shop của mình nhé. Vâng. Anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh nhé. Kính chào anh em ạ.